Nướng cực chứ không cực con. Hỏi tài lắm á, con thấy không? Hỏi tài thứ nhất, thứ hai miếng thịt của mình nó bự. Cái này là xương sụn nè. Cái ổ này là nạc dăm. Này cô bán từ 15 tới 18 kg. Người ta hỏi cô thịt này ướp có mật ong, có sữa hôn, có này kia không? Cô nói cô ướp có giống không? Nó bí quyết bể mánh không? Chủ quán tên là Cẩm Hường, cô Hường bán bánh mì sườn. Quán của cô là có gồm có nhiều món lắm, rồi tất cả món ăn á, là cô Hường bày cho. Dạ, cô Hường bán bánh mì ở địa chỉ nào vậy cô? Cô Hường bán bánh mì á, địa chỉ là B118 đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18 quận 4. Cô có làm với cô hai chị của cô á. Tiếp theo là thằng con trai của cô nó bán á, là ba thế hệ rồi đó. Dọn hàng, bắt đầu dọn hàng là 2 giờ. Bán tới 10 giờ rưỡi. Còn con cô á, ở Nguyễn Văn Công á, 453 Nguyễn Văn Công á, là bán từ 6 giờ cho tới 8 giờ tối. Cô bán á, từ lúc mà bắt đầu á, mẹ cô phát sinh ra ý tưởng á, là lúc cô còn nhỏ á, cô nhớ là học lớp 6 á, tính ra bây giờ là mẹ tính luôn cái thời điểm mà mẹ cô bán á, là cũng trên 50 năm rồi đó. Nhưng mà cô bán tổng cộng là chắc cũng khoảng 40 mấy năm rồi. 41 năm. Bánh mì sườn là gồm có cải chua với sốt nè, với lại sườn, rồi là mình để là cải chua trước, rồi xong rồi bỏ sườn lên, rồi chan nước sốt lên, cắn vô sườn nó có sụn nó giòn giòn, cải chua nó cũng giòn giòn mà nó ngọt ngọt, nó chua chua, nó hòa quyện với nhau nó mới thành ra một ổ mì sườn ngon. Cực lắm á con, cũng như là sáng phải không, là thịt rửa bằng nước rồi giữ với muối xong rửa 2-3 lần rồi các cô để cho nó ráo thành phẩm á, rồi bắt đầu cô ướp, ướp xong cô để đó là một là chiều bán, hai là qua ngày mai bán cho nó thấm á. Cái thứ hai là hả, cái miếng thịt nó mềm nữa, ăn nó đậm đà nữa. Bắt than lên là lửa cho nó hồng lên rồi bắt đầu để thịt lên nướng, 20 phút tới 30 phút mới chín thịt. Chứ không có nướng mà sớm được, nếu mà nướng sớm được cái thịt heo với sống là ăn bị bệnh sáng lại á. Cái này là sườn sụn nè, thấy ngon không? Còn cái này là nạc dăm. Nướng cực chứ không cực con. Hỏi tài lắm á, con thấy không? Hỏi tài thứ nhất, thứ hai miếng thịt của mình nó bự. Ngày cô bán từ 15 tới 18 kg. Thì dễ để mà khách đó tới ăn nhiều á thì cô bán nhiều, còn khách ăn ít thì cô bán ít. Vậy đó. Cái chua rửa muối á, sạch rồi xong cái cô hả rửa 3 lần rồi xong cái cô nấu nước muối với đường á, gấp cải chua lên á, rồi cô đổ cái nước đó vô, rồi 3 ngày sau là bán. Rồi xong á, kế tiếp đó là 3 ngày sau có lấy cái thùng khác ra bán vậy đó. Cái sốt này á, là hả ở nhà cô làm luôn á, hương của sườn á, cô bỏ vô cô ninh ninh nhà cô nấu xong rồi cô quậy thành sôi nước sốt này. Ăn cái nước sốt này nó đậm đà ngon lắm. Mì dao động từ 25 tới 30 ngàn ổ. Ổ nhỏ là 25, ổ lớn là 30. Bánh mì không này là 5 ngàn một ổ nè. Bánh mì nhỏ là 3 ngàn. Thường á, cô nướng xong thành phẩm rồi cô để lên đây bán là 400 ngàn một ký. Cô làm nè, an toàn thực phẩm, vệ sinh nè. Mình bán mình phải mới cần mấy cái yếu tố đó. Để cái hàng còn tới mình ta mua. Mình bán mình phải có cái tâm trọng. Bình Dương nè nha, Thủ Đức, quận 9, quận Tân Phú, Tân Bình, quận 2, đủ cái quận á. Nó nói tất cả mà ở trên các quận huyện là đều ghé cô hết á. Nhiều khách lại mua á, vui lắm. Có diễn viên nè, lại đi ăn nè, nói hả, tôi lại quán của bà, mỗi lần lại thấy thèm, thì Bình Trung. Các cô chú anh chị em lại ăn ủng hộ cô Hường. Cô Hường cũng có dáng giữ gìn sức khỏe, cô Hường làm ra nhiều món phục vụ cho bà con, cô bác.